Theo đó, tổng công suất hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng trên toàn quốc được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất và thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt tại quyết định số 500 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch điện 8. Các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện, các tổ chức cá nhân đầu tư và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn hoặc giảm các loại thuế phí, được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của pháp luật. Hệ thống điện mặt trời mái nhà đặt vào hệ thống điện đã được đầu nối theo quy định về hệ thống điện phân phối không phải thực hiện thỏa thuận đầu nối. Ngoài ra, tổ chức cá nhân đầu tư lắp đặt sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.